Thứ hai tuần 10 thường niên. Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại như thế. Các mối phúc bắt đầu bằng chữ phúc thay, kế đến nói lên ai là người được hưởng hạnh phúc ấy. Cuối cùng, nêu lên lý do hay nền tảng của hạnh phúc ấy bằng chữ vì. Hạnh phúc đích thực của người Kitô hữu không phải là quả tự nhiên do nhân, là việc lành phúc đức của họ. Dù sống tốt đến mấy đi nữa, thì nhân ấy cũng không thể sinh quả ấy được. Quả hạnh phúc của Kitô giáo là quà tặng lớn của Thiên Chúa cho con người. Điều này được diễn tả qua những lối dùng động từ ở thể thụ động: sẽ được ủi an, sẽ được no thỏa, sẽ được xót thương, sẽ được gọi. Hãy mở lòng ra để đón lấy nước trời bằng cách hối cải, bỏ đời sống cũ. Hơn thế nữa, còn phải đón nhận một lối sống mới cho phù hợp. Bài giảng trên núi và các mối phúc cho thấy hướng sống của những ai muốn đón nhận quà tặng nước trời với bao hạnh phúc kèm theo. Để nhận được quà tặng vô giá ấy, để được hưởng hạnh phúc vô bờ ấy, cần cung kính đưa hai tay để đón lấy với lòng khiêm hạ và biết ơn. Sống theo các mối phúc là có thái độ trân trọng cung kính ấy. Không đưa tay thì cũng chẳng được quà, nhưng
Không phải cứ đưa tay là có quà. Nếu Thiên Chúa không muốn cho trước khi ta xin. Cung kính đưa tay là sống nghèo khó, cày dựa vào Thiên Chúa, là hiền lành, là chịu sầu khổ, chịu bất hại vì Đức Kitô. Cung kính đưa tay là có lòng xót thương, có tinh thần xây dựng hòa bình, làm cho tất cả mọi sự với quả tim trong sáng, không chút bận đục. Khi làm như thế, chúng ta hy vọng được chạm đến Thiên Chúa, thậm chí được nếm biết trước nước trời ngay từ đời này. Chúng ta có thể viết thêm những mỗi phút mới qua những kinh nghiệm trong cuộc đời Kitô hữu. Có bao niềm vui lớn nhỏ mỗi ngày mà ta cảm nhận khi sống lời dạy của Chúa Giêsu. Chỉ khi ấy ta mới thấy thật sự lời của Ngài là tin mừng. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.